Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Let 3-0. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta đang được theo dõi trận tứ kết ở nội dung đơn nam, trận tứ kết cuối cùng giữa hai tay vợt Jang Woo-jin của Hàn Quốc và Su Shin. Và đã có ít nhất hai tay vợt của Trung Quốc đã góp mặt ở trong vòng bán kết rồi, đó chính là Phan Giang Đông và Su Wen. Tại giải Japan Open năm nay thì gần như là tất cả các danh hiệu các vận động viên Trung Quốc đều thu tóm hết, thưa quý vị. Ma Long đã để thua 4-1 trước Phan Giang Đông rồi, thưa quý vị. Pha đối giật rất gọn gàng đến từ Su Shin. Một pha đối giật rất nhanh và trông rất đơn giản, đúng không thưa quý vị? Cảm giác và độ chuẩn xác của Su Shin là rất lớn. Và chúng ta bây giờ chắc chắn rằng sẽ nghĩ ngay Su Shin bây giờ sẽ là ông vua đánh đôi. Những tình huống giật bóng chuẩn xác và rất đơn giản đến từ Su Shin. Cầu bóng rất xoáy.
Dòng Ozin hiện tại đang đứng số 10 trên bảng xếp hạng thế giới. Và tinh thần cũng như phong cách thi đấu của Giang Ozin cũng cực kỳ máu lửa. Và tôi, riêng cá nhân tôi cũng rất thích xem Giang Ozin của Hàn Quốc thi đấu. Và ở trong ván đấu đầu tiên thì tay vợt Su Shin của Trung Quốc đã giành được chiến thắng với tỷ số. Vâng, thưa anh Tùng Galliano, là trận đấu của Lin Junju và Hugo Carreiro ở đánh trên bàn số 2. Họ lại thi đấu cùng giờ với cả trận đấu của Lian Jingkun và Sun Wen. Vì vậy chúng tôi chỉ phát được trên một kênh sóng mà thôi. Chúng tôi chỉ phát trận đấu của Lian Jingkun và Sun Wen. Còn trận đấu của Hugo Carreiro và Lin Junju thì chúng tôi không phát sóng để gửi đến người hâm mộ quý vị. Và chúng ta rất muốn nhìn thấy Su Shin lên ngôi được ở một chức vô địch đơn nam. Rất lâu rồi chúng ta đã không được nhìn thấy Su Shin lên ngôi vô địch ở nội dung đơn nam. Anh vào cũng rất sâu, thi đấu cũng rất cực kỳ chắc chắn. Chỉ vào đến vòng bán kết hoặc đến tận chung kết thì anh sẽ để thua. Anh gặp Ma Long hoặc Phan Thanh Đông thì anh sẽ thường sẽ dừng chân tại những đối thủ đó. Còn rất khó bây giờ hiện tại trên thế giới những vận động viên nào có thể đánh bại được Su Shin, một vận động viên có lối đánh chắc chắn và hoàn hảo. Miu đã góp mặt ở vòng bán kết rồi. Vâng, pha nhả bóng không thành công của Giang Ozin. Vừa rồi anh phải bạt tiếp nhưng anh đã thấy Su Shin lùi rất xa bàn. Anh đã thả bóng không thành công. Vâng, thưa anh Trần Sinh Đô, là trận của Ma Long thì Ma Long đã để thua Phan Thanh Đông với tỷ số là 4-1. Trận Ma Long đã phát rồi thưa anh Sĩ Huân, và anh có thể vào Facebook của Sport TV để xem lại trận đấu đó. Rất nhanh chóng thì ở trong ván thi đấu thứ hai này, Su Shin đã vượt lên dẫn trước 7-1 rồi. Một thế trận áp đảo của Su Shin trước Giang Ozin. Giật bóng thì không thủ mà đối phương tấn công thì lại không thủ được. Rất khó cho Giang Ozin ở trong trận đấu này trước tay vợt Su Shin. Tỷ số được nâng lên là 2-8 dành cho Giang Ozin. Nine three.
Vâng, thưa anh Vũ Anh là mình không bình luận một chiều đâu ạ. Kể cả Mã Long hay ai thi đấu thì mình vẫn nghiêng về cả hai vận động viên thôi. Sushin lốp rồi. Một pha giật trái xa bàn rất điệu nghệ đến từ Sushin. Chúng ta thấy Úc và Jang Woojin của Hàn Quốc. Jang Woojin năm ngoái tại giải Hàn Quốc mở rộng thì anh đã vô địch ở nội dung đơn nam. Và tại ở nội dung đơn nam nữ thì anh đã kết hợp với cả một vận động viên của Triều Tiên để lên ngôi chức vô địch ở nội dung đơn nam nữ, một trận đấu vô cùng ý nghĩa. Và có nhiều cung bậc cảm xúc ở trong trận đấu đó khi mà anh kết hợp với cả một vận động viên của Triều Tiên. Cặp đôi Nam Bắc thống nhất. Tất nhiên nếu như chúng ta nhìn vào trận đấu này thì rất khó cho Jang Woojin có thể giành được một chiến thắng trước Sushin. Nhưng đấy là tôi nói là nếu như, và hy vọng Jang Woojin giành được chiến thắng thì giải đấu sẽ hay hơn và hấp dẫn hơn. Và thưa quý vị, đây là trận đấu cuối cùng rồi, trận đấu cuối cùng ở trong ngày hôm nay. Và trận đấu sớm nhất vào ngày mai, trận bán kết đơn nữ đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng thưa quý vị. Và tôi xin nhắc lại là vào lúc 8 giờ sáng ngày mai sẽ diễn ra trận bán kết đơn nữ đầu tiên. Và chúng tôi tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ phát sóng để gửi đến người hâm mộ quý vị và bạn tất cả các trận đấu tại giải Japan Open ngày mai. Và kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Ngày mai sẽ diễn ra các trận đấu chung kết ở nội dung đôi nam, chung kết ở nội dung đôi nữ và các trận đấu ở vòng bán kết đơn nam đơn nữ và chung kết đơn nam đơn nữ. Thưa quý vị, thực sự chúng ta nhìn vào thế trận ở trong trận đấu này thì Jang Woojin cực kỳ bí, rất bế tắc ở trong trận đấu này trước Sushin. Trạng thái thi đấu bùng nổ của Jang Woojin bây giờ chúng ta mới được nhìn thấy. Thưa bạn Khánh Trình, là đây là trận đấu cuối cùng ở trong ngày hôm nay rồi ạ. Và tối nay thì không có một trận đấu nào. Đây là trận đấu cuối cùng. Và bắt đầu ngày mai sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng. Vâng, tỷ số hiện tại đang là 5-2 ở trong ván thi đấu thứ 3. Rất bất ngờ khi mà Jang Woojin đã vượt lên dẫn trước 5-2 trước Sushin. Và cứu bóng quen thuộc của Sushin ở trong tình huống vừa rồi. Và từ nãy tôi không nhớ ra huấn luyện viên của Jang Woojin là ai, đó chính là tay vợt Oh Sang-un. Tay vợt có lối đánh vô cùng đẹp mắt và hoa mỹ. Nếu như quý vị ở những thời năm 2004-2005 thì quý vị không thể nào mà không nhắc đến tay vợt Oh Sang-un của Hàn Quốc. Tay vợt có lối đánh rất đẹp mắt, có lối đánh rất giống với cả Wagner, nhưng động tác và kỹ thuật của Oh Sang-un là đẹp hơn rất nhiều. Oh Sang-un đã có được huy chương đồng thế giới vào 2005 thì phải, tôi không nhớ chính xác. Nếu như quý vị search YouTube, quý vị lên YouTube, quý vị gõ Oh Sang-un thì quý vị có thể xem những trận đánh của ông
cực kỳ đẹp mắt, động tác cũng rất gọn gàng. Ito đã để thua ở vòng 32 rồi, thưa anh có Facebook là thiếu đạo. Và chúng ta cùng quay trở lại với cả trận đấu này. Tỷ số hiện tại vẫn đang có lợi cho Giang Guozin. Pha flick trái đi ra ngoài bàn của Giang Guozin và tỷ số được quân bình là 6-6 ở trong ván thi đấu thứ 3. Suxin đã quân bình tỷ số là 6-6. Hai pha đối giật sở trường của Suxin. Những pha đối giật như đánh tập. Tôi phải nói là như đánh tập của Suxin. Đối giật rất chuẩn xác. 6-7 dành cho Suxin ở trong ván thi đấu thứ 3 này. Và bây giờ Suxin đã vượt lên dẫn trước 8-6 với pha giật bóng chuẩn xác nữa của mình. Harimoto và Hina Zahata đã để thua trong trận chung kết ở nội dung đôi nam nữ trước Suxin và Du Linh rồi, thưa anh Thiếu Đạo. Vâng, vừa rồi là pha bẻ của tay đánh lạc hướng được Suxin mới có thể ăn được điểm đến từ Giang Guozin. Japan bây giờ duy nhất chỉ còn một mình em Miuhinano thôi, thưa anh Lương Việt Dũng. Còn một mình Miuhinano góp mặt ở trong vòng bán kết ở nội dung đơn nữ. Còn đâu tất cả các vận động viên của Nhật Bản đã để thua. Rất đáng tiếc cho Giang Guozin nếu như anh chặn bóng vào bàn thôi trong tình huống vừa rồi là cũng có thể giành được điểm số rồi, khi mà Suxin đã giật bóng bị mất trụ và không thể nào mà di chuyển được. Nhưng rất đáng tiếc là trái bóng đã đi ra ngoài bàn ở trong một tích tắc. 7-9 dành cho Suxin. Thế trận vẫn cực kỳ bế tắc dành cho Giang Guozin. Tiếp tục lại là game point. Chữ game point quen thuộc dành cho Suxin ở trong trận đấu này. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn là 8-10. Pha giật trái trên bàn rất nhanh của Giang Guozin. Vâng, pha giật bóng rất quyết đoán của Suxin. Và như vậy là ở trong ván thi đấu thứ 3 anh đã giành được chiến thắng với tỷ số là 11-9 ở trong ván đấu thứ 3 này trước Giang Guozin của Hàn Quốc, để nâng tỷ số lên là 3-0 ở trong trận tứ kết này trước tay vợt người Hàn Quốc. One love.
Nếu cứ thi đấu như này thì sẽ là một chiến thắng dành cho Phu Xin. Anh thi đấu rất ổn định. Set 1-2. Set 1-2. Hai tình huống giao bóng chạm mép lưới của Giang Quân Dinh. Rất khó hiểu nhưng pha đánh bóng không khó nhưng Giang Quân Dinh lại không tận dụng được. Anh cần phải chắt chi hơn những cơ hội của mình. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng Giang Quân Dinh cũng đang sử dụng mặt H3 lót xanh ở bên phải, mặt màu đen đấy. Giống với cả các tay vợt của Trung Quốc. Và vừa rồi chúng ta được nhìn thấy sự khéo léo của Thu Xin ở trong pha cứu bóng vừa rồi là như thế nào. Mặc dù Giang Quân Dinh đã đưa bóng vào lưới nhưng Thu Xin còn khéo léo hơn, anh cũng đưa bóng vào lưới lại trong tình huống vừa rồi. Bạn Nguyễn Phương Nam ơi, bạn hãy kiểm tra lại đường truyền mạng của mình hoặc bạn có thể thoát ra rồi vào lại. Chứ chất lượng hình ảnh vẫn đang rất là ok đấy ạ. Nhưng pha giật bóng có độ xoáy và độ vòng cung rất lớn đang làm khó khăn tay vợt Giang Quân Dinh. Trận đấu của Phan Gen Đông bán kết sẽ đánh vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày mai thưa quý vị. Và nếu như Phu Xin mà gặp Phu Xin mà giành được chiến thắng ở trong trận đấu này thì ngày mai anh sẽ phải đối đầu với tay vợt số 1 thế giới Phan Gen Đông. Và không biết đến bao giờ bóng bàn Trung Quốc mới hết thống trị các giải đấu quốc tế cũng như là World Tour đây. Vâng, em xin chào anh Hoàng Vinh, em là bình luận viên Đức Tiến ạ. Tỷ số hiện tại đã là 3-8 dành cho Su Xin rồi. Sau khi xin time out thì Su Xin đã có giành được 2 điểm số liên tiếp. Không thể giật hết được Su Xin ở trong những pha bóng vừa rồi. Su Xin cứu bóng rất hoàn hảo. Giật bóng rất xoáy. 4 tình huống đối giật xa bàn các góc đến từ Su Xin. Và bây giờ là điểm match point dành cho Su Xin rồi thưa quý vị. Và chỉ còn một điểm số nữa thôi thì Su Xin sẽ giành được chiến thắng và góp mặt ở trong vòng bán kết. Và Su Xin sẽ gặp Phan Gen Đông thưa quý vị. Vâng, liên tiếp là những tình huống bạt bóng đến từ Giang Quân Dinh và cuối cùng là một pha úp bóng về góc trống của Su Xin mới có thể giành được điểm số. Và vẫn còn rất nhiều những cơ hội dành cho Su Xin. Và như vậy là Su Xin đã giành được chiến thắng rồi thưa quý vị. Su Xin đã vượt qua được Giang Quân Dinh.
Sport TV Shop tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Chỉ với 3 năm hoạt động, nhưng Sport TV Shop đã sớm khẳng định được uy tín của mình khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Đến với Sport TV Shop, quý khách hàng sẽ luôn tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.